Nam mô A Di Đà Phật. Chắc chiêu trong trứng mới nở ra, diều đâu bay lại sớt con gà. Mẹ kêu túc túc xè cánh đùi, chủ nhà tí của vỗ tay la. Đức thầy quả nịnh gian hai già chuyện sanh ra, dòm ngó càng thương hãy lũ gà. Trở mặt dòm trời cao tốt mịch, ức lòng thiêu canh chớ nên la. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, chương trình được liên tục qua bài Hỏi Hằng Nga Cổ Thi. Bài này Đức Thầy viết tại Nhân Nghĩa ngày 24 tháng 6 dương lịch năm 1940. Nam mô A Di Đà Phật. Hằng Ngã dám hỏi đoán, cớ sao khi viết lại khi tròn 30 mộng một đi đâu vắng, nay về hỏi đằng mấy thằng con. Đức Thầy quả khỏi thế nhìn ta gọi tiếng đôn, phàm nhân chẳng rõ nó mở mắt. Tháng cuối rồi qua cũng một con. Hỏi Hằng Nga Cổ Thi. Hằng Nga dám hỏi đoan, cỡ sao khi khuyết lại khi tròn. Đông qua dương có bao nhiêu dặm, tây đến ủ đô cách mấy hòn. Uống thuốc trường sanh đà mây lường, lấy chồng hậu nghệ bấy nhiêu con. Ba mươi mồng một đi đâu vắng, hay có tư tình với nước non. Đức Thầy quả bởi tại vì ai
dược dòi gắng tìm con. Thương đời phí pháp tuy nhà vắng, nhưng để đền bù với nước non. Vịnh Hằng Nga cổ thi. Khen ai cất cơ bám trời Tây, tình giấc Hằng Nga theo vẻ mày. Một khuyên lính đến trôi mặt biển, nửa dừng lẫn đừng giang trên mây. Cá ngờ câu thả tới bời lôi, chim tường cũng trương sập sẵn bay. Nên một nên hai còn bé tuổi, mười lăm mười bài bốn phương hai. Đức Thầy Hòa. Mây hồng nằm sắc ở phương Tây, sáng suốt ô kim bởi biển mày. Miệng nhỏ tiếng to giang cuốn biển, lưỡi mềm lời lớn dày rồng trong thánh kệ. Tình bơi lòi giả sạch Phật kinh, y luyện bay dầu chỗ đời mê. Phải được hay Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, chương trình được nối tiếp qua bài Bạc Liêu. Bài này Đức Thầy viết tại Nhân Nghĩa Sà No, lối tháng 6 năm Canh Thìn. Nam Mô A Di Đà Phật. Diệu giới đàng xa đến Bạc Liêu, thiền môn vẹn vẻ quá tiêu điều. Bồng lai tại thế non vườn xanh, đẹp đẽ cho ta trôi nhạc thiền. Bổn đạo trong chừng
chữ Bạc Liêu. Cớ sao dành muốn cấm lời diêu? Lưng chân bèo giạc thân hành đạo, bị lũ A vua ca út thiều. Lá phép xin về tỉnh Bạc Liêu, ngủ nơi gia trạch hội đồng điều. Lòng trong chánh phủ cho hay chẳng, khó dễ làm gì việc bấy nhiêu. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, chương trình được nối tiếp qua bài Ngao Ngán Tình Đời. Bài này Đức Thầy viết tại Xà No năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Ngao ngán tình đời gầm cuộc ông, đông tây nam bắc cùng chung bầu. Vì sao thế sự người sang cạn, phân biệt tước quần áo rẻ bầu. Rẻ bầu giàu có mà chi, những màn sai xưa ở mặt cô lì. Múa mỏ của môi tài biệt thư, giống nòi nam diệt mãi chia ly. Nam mô A Di Đà. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài Từ Giả Làng Nhân Nghĩa. Ngày rằm tháng 6 năm Canh Thìn 1940, Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo bỗng nhiên viết bài Từ Giả Làng Nhân Nghĩa. Nội dung: Ngài bày tỏ thiện cảm mến yêu của mình đối với tất cả mọi người, cũng không ngớt lời nhắc lại nền nếp đạo đức từ thuở cha ông của giống nòi dân tộc Việt đã bị đổi thay do lòng người tạo lấy. Bởi nghiệp chướng quá nặng mang, thành phải dư nhiều khổ quả, cho nên bằng những câu tha thiết dặn dò, dỗ dành, dạy chỉ, hãy tin tưởng Phật trời cũng như bao hứa hẹn ở tương lai. Xin mời chư thiện hữu bình lặng cõi lòng tham nghiệm tâm sự của Đức Thầy trên bước chung chiên miền đất khách. Nam mô A Di Đà Phật. Kể từ 18 tháng 4 Canh Thìn lưu chữ thiện từ tới đây,
trong cõi tạm đã từng đổi thay. Cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật trong thiên hà đảo quyền từ nay xa đi để lại một bài cho trong bốn đạo hôm mai rèn lòng băng chừng tách dặm xa trong dân sanh gặp trần trời long hầu kề tới lui bùa thuốc bồn bề chân dời khỏi cửa xa về phủi thấy đời tu vui khuyên lên từ đây sửa lại gặp cơn thái bình Phật trời đâu dùng phép linh chỉ dùng đạo mặc tình ghét ơn nghênh ngang làm thiếu lấy thừa mẹ cha chẳng kể
một tiếng Phật đòi an bình liền. Chăm lành chế Phật ngào tiếng, rồi sao tội nghiệp liên miên tới mình. Dương trần phú trọng bần khinh, màng lo bươi móc cầu vinh thân phàm. Biết sao đầy đức túi than, không ngăn không đái càng làm không mẹ bay đến kẻ tu hiền, làm cho thỏa chí mới yên giấc nồng. Gầm đời bụng già gai trông nên còn khổ sở, trời đông tung nghèo. Nhìn dân ruột thắt gan teo, ráng tầm gậy cũ mà leo qua. Nếu không gặp cảnh bơ vơ, thuyền ghe chẳng có bên bờ cũng không. Một mai thấy được non bồng, cảnh tiên rực rỡ mây rồng đẹp thay. Lại thêm thấy chốn Phật đài, không già không bệnh chẳng ngày nào lo. Bây giờ lão lại thúc đò, đưa qua bến giác giống to tới nhà. Vậy mà còn ghét kể ca, không gây tình cảm để già nhọc khuyên. Thương đời ta phải trung chuyên, Bạc Liêu xứ ấy ta liền đến nơi. Giả từ bốn đảo ít lời, dình câu nguyện dạy chớ lời nghĩa thầy. Bớt lòng thương nhớ từ đây, chẳng nên bệnh rình lời dạy vô ca ngâm. Di Đà sao chữ trì tâm chớ sợ, cuộc trần thầy to bê trễ chậm chân tới thầy. Nghe theo lời chi sao
dài dân đầu tóc rối bù, mà trong ba tánh hiềm thù chi ta. Càng đi càng biết cơ nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Người khùng trí lại cớ sao thế cuộc lão thông cùng kỳ, xả thân tầm đạo vô di, nhiễm màu thấm diệu nan tri lão bài. Cầm hương chấp lại hai tay, đưa lên trên trang nguyện bài quy y. Nguyện rồi xá xuống tức thì, cấm hương rồi cùng đứng thì thần ngài. Đọc qua lời nguyện một bài, lại luôn bốn lại tạ rài tông gia. Bàn tay lật ngửa vậy mà, chớ đừng lật sấp vì thầy tay sanh. Đi xa thì phải dặn rành, bàn thông thiên cùng thiệt hành như y. Bốn phương đều đọc vậy thì, cúi đầu bái tạ từ bi Phật trời. Sớm chiều bình đẳng chớ lời, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Dây vàng xé nhỏ đành rành, để trên bàn Phật chí thành uống ngay. Thánh thần
rầy chúng sanh. Con rồng mới được út năng, mà trong ba tánh thất thanh đại hùng, chừng nào thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bóng tùng phổ gian. Trách dân còn tiếc lùa theo, chẳng làm phước thiện quả đến mình. Hết nhục rồi lại đến vinh, nghe không thì cùng mặc tình thế gian. Để cho dân sự luận bàn, nếu tu thì phải chọn vàng lừa thao. Cá to mà phải ở ao, muốn ra biển rộng phải nhào kim sông. Một mai dạo được Tây Đông, khắp trong thế giới thỏa lòng ước mơ. Núi tầm ắt được nên tơ, nếu ta làm phải phước hờ bên. Núi non rừng thẳm cũng từng, bây giờ phiêu bạc ta mừng khắp nơi. Cho dân đều hiểu cuộc đời, thiết cơ để giả lão thời yên thân. Đại đồng chuông đạo bôn ngân, cho người say ngủ tỉnh lần giấc mê. Biết lo sửa kiện trồng quê, thơm tho gia trụ danh đề tổ tông. Bế lô lòng những cơ mong, cha con hội hiệp thì lòng mới nguôi. Từ nay ai có tới lui, cúi đầu bái Phật lòng vui tu hành. Xin đừng đeo đắm lời danh, bỏ trôi đạo đức danh dài truyền. Mãi sao được gặp cõi tiên, phỉ tình nguyện ước khỏi phiền lòng ta. Dài lời để lại khuyến ca,
truy phong tách gốc đường xa xứ người, cho buồn thay lại tức cười đâu đâu ba tánh cùng người trời. Gần xa thầy chỉ đành rằng quyết tuyển con lành đem lại Phật gia. Cao tự làng xóm trẻ chúc cầu lạc nghiệp nhà nhà ấm no. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, chương trình được nối tiếp qua bài Sắp màn cảnh trí. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương chợ quán, năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm bấy lòng ta nổi thẹn thuồng, sắp màn cảnh trí chữa nên khuôn. Chúng sanh lỡ bước ngơ bờ bên, nhân loại tầm đường ngán bụi trùng. Tạo hóa khiến đời mang sống khổ, đất trời suy đạo bị hoài, tưởng lại thân lưu lạc. Rừng thẳm khát khao kim suối nguồn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, chương trình được nối tiếp qua bài Hiến thân sải khó tại nhà thương chợ quán năm Canh Thìn. Đức Thầy bị thực dân Pháp đưa đến đó quản thúc 100 ngày, tức cảnh Ngài viết bài Hiến thân sải khó. Kính mời chư quý vị bình tâm theo dõi phẩm kinh di diệu này. Nam mô A Di Đà Phật. Ba nhật thân này chịu nặng tay, cầu xin Phật Tổ vẽ tuồng cho sải khó qua bờ giác, trừ lũ yêu ma quay chốc ngày. Nhưng ngày biến qua ở còn sài dân thân cảnh đoạn trường. Nam hải quang âm bình
Phật đành ứng. Dù gió phải chịu ngàn cái đắng, cũng nguyện đạo màu sẽ chân hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, chương trình được liên tục qua bài Bóng Hồng. Hoa tỏa sắc của hoa, lá tươi màu của lá. Khi ánh sáng mặt trời thắp sáng, những tia nắng nồng nàn vạn hữu kia, nhiệm màu của đạo lý cũng làm cho con người tỉnh giấc mê trần, phân rõ rành đâu là đường tà, đâu là nẻo chánh. Xin mời chú quý vị cùng bình tâm khởi đầu cuộc hành trình về sứ Phật của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Bông hồng vừa mới thoáng qua, nhân sanh tỉnh giấc tìm nhà thanh tịnh. Thánh Chúa phán ra miền Nam Địa, mặc cho đời mai mỉa cười chê. Nhìn dân châu lụy ủ ê, biết sao trút hết gánh về ta mang. Mang cho hết tai nạn thế giới, kẻ tâm lành bớt đợi chờ trông. Cốt xưa thiệt giống lạc hồng, trên hòa dưới thuần một lòng mến yêu. Nay hiếm kẻ ỷ nhiều tiền cu, dội làm trò hát ngô lăng sân. Sâu nhau đặng có tranh ăn, cùng là dành mặt cho bằng ngoài bàn. Người sao lại bị bàn cơn lỡ giờ
kinh hãi bao quen. Từ xưa ông cống dù quen, ngày nay ông bình ông ghen giết nhà, bởi mắt việc đi xa đánh chén bà ở nhà sẽ lén cài trang sẽ tin ruột nọ bàng hoàng gượng sai làm tin rồi nhàng cùng lấy thấy kẻ vô nghề lạc đạo đua một lòng làm bao làm rằng ai mà xét đến ăn năn hoài đầu hướng thiền bần tăng dắt dùm mắt thấy đưa vô nghị pháp dần ngắt nổi mình còn bận pháp thân chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi có ngày mở rộng quy khôi non thần gian truyền khủng ngồi xử phân quyền cơ mái tạo xoay dần đồng về Phật cảnh mười phần xinh tươi thánh tinh vừa nhích miệng cười chúc mừng trần thế có người chân tu ngày nay vừa lúc trăng thu tiết trời ám đạm mịt mù gió mây mưa phùng lác đác đường bay cánh tràng thơ thần thân thầy bơ vơ trung chuyên tạo quá thờ đưa người lương thiện lỡ bờ xa đòi lên kém sợ dễ phá chuồng nước cười cho lũ sói muôn đem điều cay nghiệt phá tuồng thuốc đến sau phát tư là cơ hồn siêu rã rời thân thể mang nhiều quà ương ai ôi hãy ngắm cho tường
Nhìn ông tông mặt hùng cường làm chi? Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài Gửi về cho bổn đạo. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương Chợ Quán ngày 25 tháng 9 năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp đặng lời thâm viếng, ngỏ lời cảm ơn chung hết thiện nam tín nữ trẻ già, cầu chúc cho tất cả được sáng suốt và hăng hái bước vững trên đường đạo hạnh thanh cao của Phật pháp. Ở trên này lúc nào thầy cũng vui vẻ, rất sung sướng mà làm hết phận sự của đạo đức. Chốn này là nơi để cho thầy tỏ dấu cho hầu hết nhân sanh biết rằng chấn hưng Phật giáo thì phải chịu những sự tan thương biến cải, và khuyên tín đồ chớ buồn lòng lo lắng, vì ơn trên định vậy thôi, rồi ít lâu có ngày xâm hiệp chớ chẳng hề chi cả. Về kinh giảng, tốt hơn kỹ lưỡng chẳng nên phát lúc này. Về thuốc men, cũng tùy theo tâm đạo mà chỉ vẽ thôi. Thời kỳ nghiêm trọng, chẳng nên làm theo ý cầu xin của người, tạm ngưng việc đó lại rồi sẽ cho. Bấy nhiêu lời cho nam nữ mừng lòng, không cần chi thi phú dông dài. Ý thầy tốt hơn giữ lấy bề trong, còn bề ngoài thì để cho thầy yên tịnh, thì sẽ có nhiều điều may mắn đưa đến. Dầu cho xoay chuyển đất trời, lòng ta chỉ dốc độ đời mà thôi. Cội lành mong đặng đâm chồi, chắc gìn Phật đạo đền bồi ơn xưa. Đừng thù kẻ nghịch thêm thường, mở lòng hà hải lọc lừa đàn ngay. Thế gian hiếm kẻ thanh tài, ra đời phải chịu ít ngày gian nan. Cổ kim nghiệm biết đừng than, để cho trời Phật lo toan việc này. Nam mô A Di Đà Phật.